Thì các bạn gần đây thì các bạn đều biết là nổi lên một cái con game, con game đó là nổi tiếng đó là con u king u công lấy cảm hứng từ nhân vật tôn ngộ không ở trên uh, bộ phim tây du ký và cùng với con này thì nổi lên một cái con khác đó là con Mimi uh, là săn gu công con này thì uh, đã nít ở trên cô và vốn hóa con này là hiện tại là hơn uh, 8,6 triệu đô uh, con này thì mới thôi anh em nhé con này thì mới có mặt ở trên giao dịch vào ngày 20 mươi và sau đó thì anh em thấy là hiện tại ngày 22 và ngày bây giờ là ngày 24 tức là ngày 23 tức là mới có 3 ngày thôi nhưng con này đã nhanh chóng lít ở trên nhiều sản giao dịch và trong đấy thì anh em thấy là nổi bật có nền tảng uh, binh và ngoài ra thì còn có 10 ac và trong danh sách ở đây anh em còn thấy ngay ở trên các cái desk ở trên mạng tròn thì cũng có như là biển uh, săn.io và ngoài ra thì bitmark cũng đã nít con này rồi đấy và đây là một trong những con hàng mà rất là nổi bật trong thời gian uh, tới đây và nó cũng có thể coi là một trong con hàng mà có thể là rất tin săn sẽ đẩy. À, hiện tại thì anh em để ý thấy là ở trên uh, Twitter của rất tin săn đã chuyển avatar sang hình ảnh của cái con game là google và đây cũng là lý do mà đã đẩy giá hôm qua lên tới cáp là 17 triệu đô. Đấy. Và uh, rất tin săn cũng uh, bày tỏ luôn cái ý định của mình đó là sẽ kéo cái hệ Mimi ở bên mạng tròn và không biết điều là như nào, chúng ta biết là tin săn nổi tiếng như nào thôi. Ông rất tin săn này thì chắc chắn anh em đều biết đó là ông ý là lắm tài nhiều tật và <laughs> cũng là được gắn cho hình ảnh vừa cam đúng không ạ? Tuy nhiên là trong crypto thì anh em luôn luôn thấy những cái tình huống như vậy và cái này thì thực ra mình không phải là khuyến cáo đầu tư hay là gì cả mình chỉ chia sẻ với anh em bởi vì hôm nay chúng ta có một cái chương trình rất là lớn liên quan đến google uh, công uh, đó này là chương trình ăn phá vỡ rào cản của nền tảng vingic quá trình này thì anh em có thể làm những cái nhiệm vụ như là giao dịch hợp đồng tích mỹ uh, để anh em nhận những cái lượt quay và cơ hội anh em có thể nhận được uh, uh, bách back, uh, back mai thì như là cái thẻ bài uh, của con game rồi máy chơi game playstation uh, laptop Asus rồi uh, ibetty bonus anh em đều thấy ở đây đấy uh, và ở đây thì nó rất là dễ thôi anh em mai khi anh em nạp 1.000 đô này thì nữa 1.000 đô đấy bao gồm các cái phương thức này thì anh em đã nhận hai lượt quay này và do dịch khối lượng uh, spot 2.000 đô nhận một lượt quay và bên future chỉ cần 5.000 đô anh em đã có một lượt quay rồi và tối đa là cứ mỗi mốc thì anh em sẽ nhận được thêm lượt quay rất là dễ thôi anh em thể thấy là cái kiếm lượt quay với cái uh, cái sự kiện này rất là dễ đấy thì anh em chúng ta có thể tham gia sự kiện này thì thời gian thì kéo dài từ ngày 21 tháng 8 kết thúc vào ngày 29 tháng 8 2024 và anh em tranh thủ chúng ta tham gia nhé đấy, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em còn những phần chi tiết cụ thể thì anh em có thể theo dõi ở đây nhé ở à, đối với nhiệm vụ cây là những người dùng hoàn tất cây nâng cao sẽ nhận hai suất đô thăm may mắn thì mình anh em cũng lưu ý bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn sẽ tiếp theo